Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ test con 9090DB về ngày 12 tháng 4 gửi cho anh Tĩnh ở Gia Lâm, Hà Nội nha. Con này thì được bác yêu cầu chuyên điện 220, thì sau đây em sẽ test luôn với cặp loa Dynaco A25. Các bác nào thấy yêu thì liên hệ cho em. Cặp loa này đánh như kiểu như AR4 nha. Và rất là đẹp. Cặp loa này giá là 8 triệu nha các bác. Và sau đây mời các bác nghe thử chất âm của cặp loa này và ghép sẵn em ghép với con 9090DB này gửi cho anh Tĩnh luôn. Thì bác đã đặt con 9090DB này hồi 5 giờ chiều ngày 12 tháng 4.